giới thiệu các bạn đây là đầu bếp chính của chúng ta ngày hôm nay đấy. Nhưng mà đầu bếp chính của ta hôm nay rất là điên, nó đang răng răng trái cháy hết. Có hai cái. Cái trái của ta hai cái. Rán thì cháy rất là nhiều. Rán đã thì ta rán luôn dưới thôi. Nhưng mà tôi lỡ vừa bật cái là để lại cái là quay ra để bỏ cái bánh chả quên. Đầu bếp hôm nay để sơ ý. Để chưa chả bị rán rất là nhiều, cháy rất là nhiều các bạn. Không biết cái giòn này. Chưa giòn mà nó cháy rồi đấy. Nên cái cháy không khi mình trong lại sống. Ừ, tôi nữa mà. Các bạn làm bếp đấy là chỉ nấu được một bếp. Để đây xếp hàng là chuẩn bị rán nha. Cái này là cứ phải luôn tay chứ không 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 tô nữa là phải chở luôn tay đi chứ còn đừng là còn đây là những cái cách rán của những người có rất là nhiều năm trong kinh nghiệm rán chả các bạn này. Đấy, những cái chả chúng ta sẽ chín đều và đẹp hơn đấy. Bây giờ những cái chả này đã chín rồi thì sẽ được quất ra ngoài các bạn nha. Hôm qua là cái tay mi lại thuận bơm sang tay phải để đích nhớ lại tìm tim về thái lại hỏi là để cái tay mi về để gấp ông mi ai ngời chẳng tao không nâng được em này biết chứ thì phải tay trái vậy rồi thuận tay phải thì lại không nhảy ra bơm sang này mỗi lần là cái tim tay mi mới đào hôm nay lại vô chiến đấu em rồi mới đào đi bơm sang lại bơm liên tục cái quán cũng nặng mà thế đây là thấy nó đã đánh 3 cân không cái gỏi đó 2-3 cân đâu. Đến như thế thôi. Cái gỏi cải thái đi cả. Anh phải quên rồi ngang đi tên đây anh ạ. Lấy ra ngoài thì đây là những cái chả sẽ được cho tiếp vào các bạn nhé. Chúng ta sẽ chở liên tục để những cái chả chúng ta sẽ chín vàng. Và khi rán những chả này thì chúng ta không nên để lửa quá to hoặc là khói nhỏ chứ ta để dùng vừa lửa và đảo đều. Rồi đến hôm sau đổ đường ấy là đúng không? Nha. Cái đứa mình cứ góp mình mắn trước đi. Giới thiệu các bạn về đường cái cách làm chả. Chắc sắp làm rồi chị nhỉ? Ta sắp làm rồi, rồi còn có ít các lắp làm một số lắp hết cái phần rào. Bánh. Vâng. Nó ăn mà còn mì. Mà mua thêm mua bánh thiếu nhiều đấy. Mùi vỡ lắm. Trước thì bỏ sổ không chứ. Bỏ sổ chỗ bà không mua đây là trái ăn. Sau lại thừa ra rào trái ăn đó. Ít thôi. Mùi vỡ lắm. Vâng, hôm nay mình giới thiệu với các bạn kỹ thuật rán chả các bạn nha. Hắn đi mà cứ để lúc là hắn sẽ lành cháy lắm. Không phải cho lửa không đấy. Hắn